Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi bắt đầu, thế nhưng những sự thật trong lò đào tạo tiêm filler vẫn khiến chúng tôi rùng mình. Bất chấp mọi rủi ro cho khách hàng, chủ lò chỉ cho chúng tôi loạt mánh khóe để rút ruột khách hàng một cách nhanh nhất. Buổi thứ hai đến lò đào tạo, Diệu cởi mở với chúng tôi hơn vì đã đóng đủ số tiền 15 triệu đồng của khóa học. Ngay từ lúc bước vào lò, hai cô gái là mẫu tiêm đã đợi sẵn chúng tôi. Không còn nói về lý thuyết, Diệu liên tục hối thúc chúng tôi thực hành. Trong thời gian chờ mẫu ủ tê, Diệu chỉ cho chúng tôi đầu mối chuyên cung cấp filler, botox. Thuốc chị đang ăn thuốc á, những cái chỗ khác nó vô nó chào giá nhiều lắm. Chỗ khác nó vô nó chào giá, ừ em có filler giá này giá này. Nó cứ tụt 200. Nhưng mà nó còn chất lượng, nó có giữ được không? Chị phải coi cái nick của nó. Chị coi cái nick của nó là phải là nick thiệt không? Nick ảo thì không nói, coi cái nick nào mà có lượng tương tác, có follow, rồi có tương tác qua nào. Đưa bảng giá cho chúng tôi xem. Diệu đọc tên từng loại filler, botox nhưng không sói. Chúng tôi cảm nhận chính Diệu cũng không thông thạo về các loại chất này mà chỉ phân biệt theo màu sắc. Đây là 160 hả? Đây, cái này là 1cc. Botox này là botox loại xịn à? Nhưng mà nghĩa là khi mình bán ra là tầm nó sẽ gấp 10. Hả? Chị muốn lấy bao nhiêu chị lấy. Nhưng mà thường bây giờ như cái này 450 là mình tiêm ra là 4 triệu. Chị muốn lấy thường là như vậy. Theo Diệu, đối với khách tới sử dụng dịch vụ, ít ai biết được rõ về loại filler, botox mình sẽ sử dụng. Khi tư vấn, chỉ cần nói một số loại mình sẵn có, thuộc nước nào, khách sẽ dễ hiểu hơn. Nhiều khách chỉ cần nghe tên quốc gia sản xuất đã tin tưởng. Diệu không quên kể cho chúng tôi một vài trường hợp đến tiêm, muốn kiểm tra sản phẩm, xong vô ích. Cái đứa chị con làm tới đây làm đúng nha. Chị ơi, cho em chiếc hộp filler. Ủa, cái hàng này là hàng nhập của hàng về đó, nó chết ra làm sao cái này được, nó vẫn là ra của hàng tại vì nhập cái sách tay tại hàng này. Chết thì nó chỉ ra được cái thông tin sản phẩm chứ đâu có ra được giá tiền. Cho nên cứ cho nó chết thoải mái. Đừng nào mà nó chụp hình nó đưa cho đứa trong nghề thì đứa trong nghề biết. Ủa nhưng mà mình tiến mẫu giá rồi, giá hợp lý rồi. Tiến mẫu mày làm mẫu chứ mày làm cha là xong sao về không? Chủ lò cũng khẳng định với chúng tôi, khách hàng sẽ không bao giờ nghĩ mức giá nhập filler, botox sẽ thấp như thực tế. Do đó, mức giá 1 lời 10 vẫn luôn hợp lý với khách hàng. Bởi không ai muốn tiêm thứ quá rẻ tiền lên mặt mình. Botox là 2 ống, 2 ống, 2 ống là làm cho khách. Là cho khách. Còn làm cho mẫu là 4, tùy. Là 6 ống. Tùy chị, thì cũng theo những ngàn thôi. Mẫu mà đâu còn quan trọng không? Không, mình theo nó muốn thì tiêm nó không được. Nếu có pha nó còn tiêm trên nó tác dụng thì... thôi. Tác dụng 3 bữa nó hết hả? Tại vì có tác dụng mà hết. Vậy là nó không có một tí tác dụng nào luôn. Đúng rồi, chỉ tiêm mẫu mà. Vậy pha cho nó một xíu chứ có tí. Ủa, đó là cái tâm của mình. Hiểu không? Đó là tâm của mình. Một tiếng thì mình làm cho có hình ảnh, cho có các thứ rồi này kia thôi. Về mấy cái người của chị hay là cái thành phố của chị, nó sẽ có những cái hội trong chị rải bài tuyển mẫu rồi giới thiệu rồi cho ta hỗ trợ ché rồi á. Chỉ là những cái kim tim, những cái tê rồi này kia là không có để trong, không có để lựa điện quá. Đội tủ cấp thì nó sẽ ưu tiên cho những cái tim của ta mình á. Sau 20 phút ủ tê, Diệu đưa kim tiêm đã bơm sẵn dung dịch cho chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn như buổi trước, bằng mọi cách, chúng tôi từ chối việc cầm kim. Diệu miễn cưỡng đồng ý. Cô gái làm mẫu là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại quận Bình Thạnh. Vì mong muốn có dáng môi tự nhiên, phần môi của cô sinh viên này chỉ tốn nửa ống xi lanh 0,5cc và được thao tác nhanh gọn. Cô gái còn lại, mẫu thứ hai, có nhu cầu tiêm filler môi và rãnh cười. Nửa ống xi lanh filler của cô sinh viên năm 2 còn dư lại, vẫn ở trên khay đựng dụng cụ. Chúng tôi không mong phần dung dịch này vẫn được sử dụng tiếp. Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Diệu sử dụng luôn số filler này tiêm vào môi mẫu mới. Diệu cho chúng tôi về,
buổi học này cũng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ như buổi trước. Chúng tôi không thể tin rằng sau 2 buổi học, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đi được 2/3 hành trình đào tạo. Sau buổi học ngày mai, chúng tôi sẽ được trao chứng chỉ hành nghề, những bí mật về thuê bằng bác sĩ hay cách né cơ quan chức năng khi mở cơ sở cũng được Diệu chỉ đường.